thời tiết thì cũng đã sang thu rồi, nhưng mà sao Tố Trinh cứ cảm thấy là mình rất là nóng bức và ngột ngạt trong những cái không gian phòng ốc như thế này. Lúc này đây, nếu như mà chúng ta được trải nghiệm trong một không gian rộng rãi, thoáng mát và còn được thưởng thức những món ăn ngon nữa thì còn gì tuyệt vời hơn, đúng không nào? Nhà hàng tọa lạc trên một ốc đảo với những món ăn thơm ngon. Đây là một thông tin sao mà giống với hoàn cảnh của Tố Trinh bây giờ vậy? Chỉ cần nghĩ đến việc là chúng ta sẽ được đến một cái không gian rộng rãi, thoáng mát, rồi còn được thưởng thức những món ăn thơm ngon nữa thì còn gì bằng, đúng không nào? Nói đến đây thì chắc là không phải chần chờ gì nữa. Mời quý vị hãy cùng với Tố Trinh, chúng ta hãy cùng đến ngay nhà hàng bên sông để mà cùng trải nghiệm một không gian rộng rãi và còn được thưởng thức những món ăn ngon quý vị nhé. Rồi bây giờ chỉ cần gọi điện thoại thôi. Alo anh ơi, anh cho em một cái xuồng qua bên đây đón nha. Bây giờ thì tôi xin chỉ cần kiếm một góc nào đó mát mát đứng đợi một chút xíu thôi, thì bên nhà hàng sẽ có xuồng qua đón mình và sắp tới là sẽ được thưởng thức một cái không gian thoải mái đối với nhà hàng bên sông rồi. Ở giữa thành phố chúng ta lại có một dịch vụ thú vị đến như thế này. Tiếc là lần này Tố Trinh chỉ đi có một mình thôi, nhưng mà nếu lần sau có dịp quay trở lại thì chắc chắn là sẽ rủ thêm rất là nhiều bạn bè cũng như là gia đình của mình đến đây đó. Thuê được một chiếc cần câu, cá ở đây nhiều lắm nên hôm nay là hy vọng mình sẽ may mắn câu được một con cá thiệt là to để một lát nữa đây thì nhờ mấy anh đầu bếp chế biến thành một món gì ngon ngon nữa chứ. Trong không gian yên bình, thưởng thức làn gió thiên nhiên mơn man da thịt, chờ đợi một chú cá tìm mồi, còn gì thích thú hơn thế nữa? Hay thú vị hơn, bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ du thuyền dạo cảnh sông nước để khám phá thiên nhiên, tận hưởng cảm giác nuốt từng cơn gió mát lành và hơi nước lành lạnh phả vào mặt mát rượi. Hình như là tôi trên đất coi được một con cá rồi, to lắm. Có lẽ để phù hợp với phong cảnh sông nước hữu tình, thế nên những món ăn nơi đây mang đậm phong cách dân dã, mộc mạc, cầm tờ thực đơn lên xem. Món ăn nào cũng gợi nhớ về một vùng trời ký ức của tuổi thơ, nào là cá rô phi chiên xù, cá lóc nướng chui, cá chim nấu ngót, cá chim chiên xù. Các đầu bếp nhiều kinh nghiệm nơi đây sẽ trổ tài nghệ cho thực khách những điều ngạc nhiên trong nghệ thuật ẩm thực với hương, sắc, vị thật quyến rũ và cách bày trí thật đẹp mắt. Những món ăn ngon tuyệt như đang khiêu vũ trước mắt, đánh thức mọi giác quan của chúng ta. Trong lúc chờ đợi món ăn được chế biến từ cá chính á, thì Tố Trinh phải tranh thủ ngay cái cơ hội này để mà đi dạo một vòng quanh nhà hàng bên sông. Bởi vì ngay lúc mà đọc thông tin ở trên mạng á, thì biết được á, là tại nhà hàng có dịch vụ là sẽ cho khách di chuyển tham quan bờ sông tại đây bằng cano. Bây giờ thì mời quý vị hãy cùng với Tố Trinh chúng ta cùng xuống cano ngay nhé. Ở đây thì ngay giữa lòng thành phố mà chúng ta lại có một dịch vụ thú vị như thế này. Thì nếu như mà cuối tuần mà được đến đây để mà xả stress thì còn gì bằng, đúng không nào? Lúc này thì chắc là món cá được chế biến của Tố Trinh khi mà nãy đã câu con cá đó cũng là sắp chín rồi. Bây giờ thì Tố Trinh lên thưởng thức đây.
vị thân mến, quả thật là không uổng công Tú Trinh phải chờ đợi lâu, bởi vì con cá chim mà lúc nãy Tú Trinh câu được giờ đây đã chế biến thành hai món ăn rất là ngon và đẹp mắt như quý vị thấy đây, với món cá chim chiên xù và đây là món cá chim nấu ngót. Và còn gì tuyệt vời hơn khi mà chúng ta cùng với gia đình hay bạn bè của mình có thể thưởng thức được những món ăn thơm ngon như thế này bên cạnh một không gian sông nước hữu tình ngay giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh. Nói đến đây thì Tú Trinh phải thử ngay hai món ăn để mà có thể cảm nhận được cái vị ngon của thịt cá cũng như là cái không gian mình đang ngồi đây để thưởng thức đó. Quý vị có biết không, ngon lắm. Với món cá chim chiên xù á, thì da cá vàng giòn, thịt cá thì mềm, ngọt và ngon. Và nếu mà ăn kèm với lại xoài rồi chấm thêm vào đó nước mắm chua ngọt nữa thì quá là tuyệt vời luôn. Còn với món mà cá chim nấu ngót đó, thì Tú Trinh cảm nhận đầy đủ được vị chua của ngót, vị ngọt của thịt cá, rồi vị hăng hăng của hành tây nữa. Tất cả hòa quyện lại và còn nóng hổi nữa chứ. Và nếu như mà chúng ta được ăn những món ăn ngon như thế này trong một không gian như thế này đây nữa, với gia đình và bạn bè của mình thì quả là không cần gì tuyệt vời hơn. Giữa cái nóng của thành phố Hồ Chí Minh, việc tìm kiếm một không gian thư giãn, thoáng mát để thưởng thức bữa tiệc thật vui vẻ bên bạn bè, người thân là điều mà chúng ta quan tâm. Đến với nhà hàng bên sông, trong cảnh vật sông nước thanh bình, được thưởng thức những món thủy hải sản, lai rai, rôm rã câu chuyện vui cùng bạn bè thì quả là đúng điệu. Lúc nãy thì Tú Trinh đã được thưởng thức những món ăn rất là ngon ở đây và cũng đã được đi dạo bằng cano xung quanh cái khu vực nhà hàng của mình. Thì Tú Trinh không biết là anh đã lấy cảm hứng từ đâu để mà mình thực hiện cái mô hình là một nhà hàng như thế này vậy anh? Theo cái ý tưởng của chủ đầu tư á, làm một cái mô hình nhà hàng kiểu đồng quê câu cá cho thực khách ở thành phố, người ta tới đây, người ta nghỉ những ngày cuối tuần, dắt gia đình, bạn bè tới đây rồi có những phút giải trí cho nó vui vẻ. Nhìn cho mình là làm rất là đơn sơ chứ không phải là máy lạnh mấy gì hết. Quý vị thân mến, để mà nói về cảm giác ngày hôm nay của Tú Trinh á, thì phải nói là rất vui. Vui vì bởi vì mình đang có mặt tại một không gian rộng rãi và thoáng mát ngay giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh. Và còn vui hơn nữa khi mà trong khung cảnh hữu tình ấy, mình lại được thưởng thức những món ăn rất là thơm ngon và hấp dẫn. Và đây thật sự là những địa điểm mà quý vị nên cân nhắc nếu như chúng ta muốn gia đình và bạn bè của mình có những buổi sum họp cuối tuần thật là vui vầy và đầm ấm bên nhau. Và nếu như quý vị muốn thưởng thức những món ăn ngon tại những nhà hàng bên sông như thế này thì quý vị có thể tham khảo những địa chỉ dưới đây.